Làm gì nữa vậy? Tôi giống như con rối Thì bà giống con rối thiệt mà giống lâu rồi kìa. Cái thì chuyện gì mà đụng vô nó cũng rối, bà hiểu không? ê, ông không hiểu ý tôi, ông đừng nói vậy chứ. Tóm lại là chuyện gì? Nói Nhưng nghe. Trọng Toàn Toàn sao? nghỉ về rồi, cho nên bây giờ trong quán á, tất cả mọi việc trong quán là tôi làm hết. Mệt chết, sao mà làm nổi trời. Sao nghỉ, lý do nghỉ, đang làm mà. Ổng nói á, là ổng tìm được một cái công việc phù hợp với lại cái nghề đang học, cho nên là nghỉ. Rồi nguyên cái quán quá trời công việc luôn, tôi có làm sể đâu, giờ có mình tôi làm mà. Mệt quá. Nghe bà than mà chán quá rồi. Từ từ để chú quán về ta tính. Thì chủ quán tính, nhưng mà tôi nhân viên tôi cũng phải tính đường cho tôi chứ. Anh tính chưa? Rồi Cảm ơn ông. về rồi đó. Em yên tâm đi, anh sẽ tìm người thay thế Trọng Toàn sớm cho em. Với lại cái quán mình có chút xíu à, sẵn gì anh phụ cho. Tôi nè, sinh viên đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống khó khăn Trẻ trâu. trẻ trâu à. Phải tin tưởng người ta, phải cho người ta cơ hội, người ta mới phát triển mới tốt hơn được chứ. Thôi, ai chứ ông mà tôi không tin tưởng đâu. Trẻ trâu phá quán. Đừng. Tin đi, tin lần nữa. Anh thấy Phan Đạt nhanh nhẹn đó, được cái hơi xạo sự chút xíu thôi. Lẻo lưỡi cái gì Không, mà nhanh miệng. mép. Với lại Phan Đạt là khách quen của quán nữa, làm nhân viên ở sảy. Đúng rồi nha, Được không đi chờ. được mà, tôi tưởng lần đi ha. Rồi. Ok, nhận, tôi nhận ông vô á. Anh ổn không? Tự nhiên anh dễ nhận người quá vậy. Ổn, tin anh đi, anh chắc chắn là Phan Đạt làm được nha. Anh chủ quán mà anh quyết định rồi, em có ý kiến đâu. Rồi từ ngày mai á, em chịu khó chỉ lại công việc cho Phan Đạt. Khi nào Phan Đạt thành thục hết thì lúc đó anh phân chia công việc lại cho hai người, Trời được ơi, không? em tưởng em làm công việc một mình rồi, giờ em còn phải dạy ổng nữa hả? Đồng nghiệp mà, giúp đỡ nhau đi, giúp đỡ nhau đi. Chán dở dưa gặp dở dừa mà phiền ghê á. Rồi cầm cái cây đó lên, cầm lên, cầm bằng tay đó. Rồi bếp bôi hư quá hư, cầm lên lau, thấy chỗ nào chưa lau hết, không mấy thì lau hết sàn luôn. Ok lau đi, đúng rồi, để mạnh lên mạnh lên. Sau khi mà mình lau xong mình vô chổng còn một cái đống ly á, xong mình phải tập mình rửa, mà rửa mà không có được rửa bình thường nha, mình phải rửa cái nước đầu tiên là cái nước xà phòng, xong rồi mình rửa nước, xong mình rửa lại xà phòng, xong rửa nước, xong rửa lại xà phòng. Nói nghe nè, nếu như mà không biết làm á thì trả cái này lại giùm tôi nha. Yêu ơi, yêu à, yêu à, đi ra. Đi ra cái gì? Cái này là công việc của tôi, mắc gì tới đây dành? Cái gì mà công việc của tôi? Nghĩ sao vậy? Ông nghỉ rồi. Ê, tôi là tôi nghỉ vài ngày, tôi nghỉ xả hơi thôi chứ tôi không nghỉ luôn. Cái gì vậy? Anh nghỉ rồi mà. Đúng rồi. Trời ơi mọi người, sao vậy? Em nghe lộn rồi, anh chỉ Em nói không là nghe lộn, tại vì anh nói là anh nghỉ làm để anh mới tìm được một công việc phù hợp với lại cái ngành học của anh, nên anh suy nghĩ luôn. em sao á, anh nói là anh nghỉ vài ngày, nghỉ xả hơi thôi Đúng rồi chứ luôn. anh làm gì mà nói nghỉ luôn. Thôi nói chung là bây giờ ra ngày kia nghỉ đi. Đi ra bàn. Ê bạn, cái này công việc của tôi mà. Đi ra bàn uống gì cơ? Đi ra. Ủa bạn đang làm cái gì vậy? Đang là nhân viên phục vụ. Nếu mà nhân viên mà nói chuyện với khách kiểu này là không được rồi, không có tố chất làm nhân viên. Tại vì nói chuyện Tôi cho là bạn nhân nó viên, nhưng đi mà ra bàn nè, tôi mới là nhân viên, bạn đi đi ra ra bàn ngoài. Đi ra bàn. Tôi đang lau nhà, tôi là nhân viên nha. Buông ra đi. Bố, anh ông ơi, anh ông. Không biết là đường này, buông ra chưa? Em làm gì anh sợ nè. Đó. Định phá quán tôi cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Quá trời loạn lạc, quá trời loạn lạc. Đổ mồ hôi. Mời em ngồi. Mời anh ngồi. Làm gì vậy, sao vậy? Thật ra thì anh đang giành lại công việc của anh. Đó, rõ ràng luôn ha, giành lại công việc ha. Cái này công việc của tôi nha, tôi là nhân viên của quán mà tự nhiên nhảy vô giành là sao? Là sao, anh nghỉ việc rồi mà. Anh biết là khoảng thời gian vừa qua anh rời khỏi cái quán này á, quán sẽ rất là khó khăn bởi vì thiếu bàn tay của anh. Bây giờ anh đã trở lại rồi, em hãy nói Phan Đạt trả lại công việc cho anh đi. Trả cái gì anh? Đâu, anh cứ muốn đi là đi, muốn về là sao? Công việc được có Phan Đạt mà. Không, nhưng mà bây giờ phải trả lại cho anh chứ, anh bây giờ đã về rồi mà, đúng không? Trả lại cho tôi đi. Không hề ha, công việc mà đâu phải trả nợ đâu, muốn đòi là đòi vậy. Ủa, mọi người sao vậy?
Thì tại vì tôi có chuyện cho nên tôi xin nghỉ vài ngày. Rồi bây giờ tôi trở lại rồi chứ, bây giờ tôi phải làm lại chứ. Chứ bây giờ đây là chén cơm manh áo của tôi mà. Bây giờ bà không cho tôi làm, rồi tôi sẽ ra đường, tôi cướp bóc giật dọc. Từ một nhân tài, rồi trở thành một tội phạm. Mọi người thấy có đáng thương không? Trời, tương lai còn đâu nữa. Trời ơi anh ơi, đừng ca cái bài ca con cá nó nhức đầu quá. Rồi thôi được rồi, bây giờ tất cả mọi người em đều nhận hết. Rồi ngày mai em sẽ sắp xếp lại lịch, rồi phân công cho mọi người làm việc, được chưa? Thôi, không cần phân công, không có làm nữa. Rồi cái lớp trẻ trâu lên nữa rồi đó. Cái gì vậy? Vậy? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Tự nhiên cái xin làm xong giờ muốn nghỉ ngang vậy. Thật ra tôi không có muốn làm. Người tôi làm là tôi để dằn mặt ông á. Nói cho biết luôn nè. Cái gì? Đi làm ở quán khác, tôi tức, cho nên tôi mới tới đây tôi làm nữa. Là sao? Tao hỏi là sao kìa. Anh Toàn. Hả? Là sao? Nói em nghe coi. Kính thưa mọi người, tại vì cái khoảng thời gian vừa qua đó, anh hơi bồng bột vì cái độ tuổi của anh là cái độ tuổi mới nhú, mới lớn, suy nghĩ chưa có chín chắn, cho nên là anh thấy cái quán kia nó trả lương cao thì anh mới muốn là kiếm thêm thu nhập, thì anh mới quyết định là anh xin làm bên đó. Nhưng mà anh chợt nhận ra một điều ông bà ta nói rất đúng, tiền nào của nấy. Cái gì? À không, à, ý là cái câu gì mà mình làm sao mình lãnh lương nhẹ, kiểu câu đó là gì đó? Làm như ăn nhiều hả? Ờ, làm nhiều nhiều. Ờ, nói chung là lương thì nhiều thiệt, nhưng mà việc thì cũng nhiều như lương. Cho nên là anh làm không nổi, cho nên anh quyết định anh trở về cái quán yêu thương của mình, xin hết ạ. Dù cái sự bồng bột của anh khôn khéo quá ha. Cuộc đời này có ai cho không ai bao giờ đâu. Người ta cho lương nhiều thì tất nhiên phải làm nhiều rồi. Anh làm như vậy á, em cảm thấy rất là buồn luôn. Kiểu giống như anh đang đứng lúc này trong lúc nọ. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi mọi người. Tại vì á, khi mà anh nhận ra anh sai là anh quay về đây liền. Đúng không? Anh đâu có chần chừ gì đâu. Anh biết anh sai là anh về liền. Cho nên là bây giờ mọi người tha lỗi cho anh nha. Anh xin lỗi bạn luôn nha. Ủa, bây giờ phải làm sao? Tôi hả? Ừ thì thỉnh thoảng thì giống qua tôi làm. Bữa nào đông khách thì cứ hú, tôi tới đây tôi phụ cho. Vậy làm đi. Đúng không? Cho một chàng pháo tay.